Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 20. Trên đời không có chuyện gì là tình cờ cả. Vì cô cũng tới đây. Không phải cô cũng có lý do để tới sao? Tôi là nhà báo. Tôi phải tới đây để thực hiện nhiệm vụ của tôi. Vậy còn cô? Không biết cô có nhiệm vụ gì ha? Cô đừng nói rằng cô biết kẻ nào là người giết bọn chúng nên mới vội tới báo cảnh sát. Đúng rồi. Trong buổi đấu giá ngày hôm đó, tôi có nghe là cô khoe khoang là người có khả năng thấy được quá khứ lẫn tương lai. Nếu mà cô định tìm sự thật ai là hung thủ, không có lợi ích gì đâu. Tôi nghĩ cô đi tìm xem ai là kẻ đứng sau băng đảng săn bắt động vật trái phép đó thì hơn. Có khi lại là người mà cô không thể tưởng tượng nổi cũng nên. Tôi hết việc rồi. Tôi xin phép ra về. Vâng. Khoan đã. Cô thả ra. Sợ nhẫn của tôi sao? Đừng khiến tôi tức giận. Richard, em đang làm gì cô Angelina vậy? Em không có làm gì cô ta hết. Cô ta không phải là người như mình đâu. Quá rồi đó Richard. Cô ấy đứng trước mặt chúng ta, nếu không phải con người thì là gì? Không biết đâu. Em nghĩ cô ta không phải là người bình thường. Có điều gì đó khiến em cảm thấy rằng cô ta bất bình thường. Em nhất định sẽ tìm ra cách chứng minh xem rốt cuộc cô ta là gì. Phù thủy, bà đồng, yêu ma quỷ quái hay là thần linh, em chắc chắn sẽ tìm ra. Nữ thần. Nữ thần. Nữ thần bị làm sao vậy? Ả khâm vạch phá, bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Ả cố tình làm ta bị thương trước mặt Chi Giao Công. Ả muốn vạch trần sự thật rằng ta không phải con người. Ả dám làm hại nữ thần, tôi sẽ đi giết chết ả. Không cần Khoshakin. Ả khâm vạch phá đang đeo chiếc nhẫn Phạm Thiên Bốn Mặt để làm bùa hộ mệnh bảo vệ cho ả ta. Nếu ngươi mà liều lĩnh xông tới, có khi ngươi sẽ là người bị ả giết chết. Nếu không phải ta lo sợ rằng Chi Giao Công biết được sự thật, ta không phải con người giống chàng ta.
ta sẽ không để yên cho ả hại ta đâu. Nữ thần, nhưng mà vết thương của nữ thần thì... Chút vết thương này không làm gì được ta đâu, Morocco. Anh Nam à, em nghĩ tin thứ hai này anh xem và điều chỉnh lại giúp em cho ngắn gọn hơn được không? Để khi em lồng tiếng vào, em sẽ nói thêm để dẫn người nghe vào tin thứ ba luôn. Dạ. Cảm ơn anh. Nhẫn Phạm Thiên bốn mặt, đeo vào để hộ thân, bảo vệ con khỏi rắn rết. Thả ra. Hình như là có vẻ cô đang sợ gì đó. Sợ nhẫn tôi hả? Nhẫn Phạm Thiên bốn mặt, sư thầy Mi Quát Mang Quý Chai, yểm bùa năm 1980. Sao lại có thể như vậy chứ? Có kẻ vào tận đồn cảnh sát để giết người sao? Mà cảnh sát không thấy không biết gì luôn hả? Đúng vậy. Hiện giờ người dân đang đồn thổi rằng nữ thần rắn đã hiện hình và vào phòng giam giết hết bọn chúng rồi. Thật là dớ dẫn. Chúng ta đã buôn bán động vật suốt 20 năm qua, chưa từng có vấn đề gì hết. Sao có thể có chuyện đó được chứ hả? Vậy phần còn lại thì sao? Thời gian này phải... Cứ để đó đã. Đợi tin lắng xuống. Rồi mình bắt đầu lại. Để tôi nói chuyện với lại khách hàng. Dạ. Đi ra. Con gái, sao rồi con? Sao rồi? Nói nghe xem, cảnh sát đã thu được manh mối gì chưa? Vẫn không có tiến triển gì mới hết. Nhưng mà cũng đáng nghi lắm đó ba. Tình trạng thi thể nghi phạm rất là kỳ lạ. Mọi người ai cũng hoảng sợ cho rằng nữ thần rắn đã hiện hình giết bọn chúng. Phải đồn thổi linh tinh quá đi. Nữ thần rắn ma quỷ gì đó tồn tại bao giờ đâu chứ. Nè, ba của con đây, đi thám hiểm rừng sâu từ trẻ cho tới lớn chẳng biết bao nhiêu lần rồi, gặp bao nhiêu loài rắn rồi, chưa từng gặp nữ thần hay nam thần ma quỷ nào hết. Thôi ok, đi thôi con. À ba. Ba có quen biết những kẻ chết trong phòng giam không? Gì? Sao ba quen biết được chứ con? Sao con hỏi vậy à? Con thấy lo cho ba thôi. Con không muốn ba dính phải rắc rối nào. Con cũng biết là ba có nhiều đàn em. Vài người có thể sẽ làm chuyện phi pháp sau lưng ba, và dùng tên của ba cũng nên. Không phải lo cho ba đâu mà, ba có thể tự lo cho bản thân mình. Hả? Dạ ba. Nếu mà cô định tìm sự thật ai là hung thủ, không có lợi ích gì đâu. Tôi nghĩ cô đi tìm xem ai là kẻ đứng sau băng đảng săn bắt động vật trái phép đó thì hơn.
Có khi lại là người mà cô không thể tưởng tượng nổi cũng nên. Ở thời kỳ cổ đại, vũ công hoàng gia có thể coi là những nữ nhân trong cung. Để có thể được trình diễn trước mặt các nhà vua, tất cả vũ công đều phải trang điểm ăn mặc thật lộng lẫy đến nỗi được ví như là thiên thần hay là tiên nữ. Những cô gái được chọn làm vũ công thì đều phải là những người rất xinh đẹp mới được. Vài người sẽ được sắc phong là quý phi, phi tần hay là cung phi. Họ sẽ được hầu hạ cho nhà vua hoặc là các hoàng gia. Còn phía nam Isan, chịu sự ảnh hưởng của người Khmer, vũ công sẽ được ăn mặc giống các vũ công Khmer. Chàng ta biết ngươi cũng đang dần dần trở thành loài động vật như ta, Chi Giao Quân vẫn sẽ một lòng yêu ngươi. Thời gian trôi qua đã hàng trăm năm rồi, vũ công thấp hèn như ngươi cũng đã quên sạch hết mọi chuyện có trong quá khứ. Ta không bao giờ buông tha ngươi. Ả Ma Ni Quân. Giai Mỹ, mọi người ra về hết rồi kia kìa. Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Nè, cậu có ổn không đó? Được rồi, thôi mình đi trước nha. Cậu không ăn trưa với bọn mình trước hả? Không đâu, mình có việc gấp lắm. Hẹn gặp lại cậu sau. Gặp cậu sau nha. Mấy anh hả? Anh à? Anh, em để ý thấy nữ thần rắn gọi em là Ma Ni Quanh rất nhiều lần đó anh, cho nên em nghĩ kiếp trước có khi em chính là vũ công tên là Ma Ni Quanh cũng nên. Sao có thể là như vậy thật hả? Em còn thấy một người đàn ông trông rất là giống anh xã đắc trong hoàng cung đó anh à. Em nghĩ là bà thần rắn hổ mang đang cố ý để em nhìn thấy điều đó đó. Thật vậy hả? Hay là ở kiếp trước anh xã đắc là hoàng tử Chay Gia Gông mà nữ thần rắn luôn nhắc tới thì sao? Và em lại chính là vũ công tên là Ma Ni Quanh. Anh nghĩ là chuyện này ngày càng trở nên thần bí rồi đó em à. Bây giờ thêm kiếp trước kiếp sau nữa chứ. Nhưng mà nếu chuyện em xuất hiện ở trong hoàng cung là thật, em, anh xã rắc và nữ thần rắn có khi ở trong quá khứ có mối liên hệ với nhau, cho nên nữ thần mới theo em tới kiếp này. Vậy còn anh thì sao? Anh là ai trong quá khứ hả? Hỡi, có khi anh là quan khâm sai hay hộ vệ bảo vệ vũ công cũng nên. Đúng vậy không em? Anh còn nói đùa với em nữa, mau đi thôi, nhanh lên. Ê nè, khoan đã, đi đâu vậy? Em tới đền nữ thần rắn hổ mang chứ đi đâu. Ê khoan đã. Anh! Đền nữ thần rắn hổ mang hả? Đi đến đó để làm gì vậy? Nữ thần rắn hổ mang là một người vô cùng đáng tôn kính luôn, người rất tốt đối với em. Em nghĩ rằng nữ thần rắn hổ mang có thể chỉ lối thoát cho em đi. Đi. Ôi, lúc đổ xe trời vẫn còn sáng mà. Sao càng đi gần tới điện á, trời ngày càng tối sầm lại vậy chứ mấy. Thiệt cơ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nữ thần rắn hổ mang, chúng con quỳ lại với nữ thần với sự tôn kính, xin đừng xuất hiện cho tụi con thấy là được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Những gì đã xảy ra với con là nghiệp cũ. Nữ thần, con nên làm thế nào đây? Con không muốn làm rắn đâu. Ăn cha qua đi mang trong mình nỗi hận thù, cơn thịnh nộ dữ dội vô cực. Vì cô ta bị ức hiếp tới con đường chết bằng sự đau đớn dày dò. Bằng ý chí tinh thần mãnh liệt của cô ta, để quyền rủa con cũng nhận số phận như vậy. Nhưng con đã làm gì khiến cho nữ thần rắn giận dữ đến như vậy chứ bà? Dù con không phải là người trực tiếp gây ra việc đó, nhưng nghiệp mà con gặp phải từ lời quyền rủa trong kiếp này. Bởi vì ăn gia qua đi vẫn đang cố chấp vì một lời hứa. Vậy con nên làm gì đây thưa người? Con không muốn mình phải sống trong nỗi sợ hãi nữa. Hãy ghi nhớ nha con, nghiệp đến từ ai phải được hóa giải từ người đó. Đau khổ đến từ đâu phải dập tắt từ đó.